Tử vi tuổi Bính Thìn 1976 tháng 12 âm lịch. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Thưa quý vị, trong 12 con giáp, rồng là con vật đại diện cho sức mạnh phi thường, thiêng liêng, được mọi người tôn kính. Người tuổi rồng vì thế mà thông minh, sắc sảo, luôn đạt được nhiều thành công trong cuộc sống, có uy quyền, địa vị. Họ thường rất thông minh, tài trí hơn người, có nhiều tham vọng và luôn đạt được thành công, danh tiếng, địa vị cao sang. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay, kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ với quý anh chị và các bạn về tử vi của tuổi anh chị Bính Thìn sinh năm 1976. Ở video này, chúng tôi sẽ chia sẻ rất chi tiết về vận trình công danh, sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, tình duyên của tuổi Bính Thìn trong tháng 12 âm lịch năm Canh Tý và cách hóa giải vận đen để gia chủ có một tháng suôn sẻ trong mọi công việc. Đặc biệt hơn nữa, đó là trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong Thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mô mả âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Tổng quan tháng 12 âm lịch. Tháng 12 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 12 và kết thúc vào ngày 30 tháng 12, tức ngày 13 tháng 1 đến ngày 11 tháng 2 dương lịch. Tháng Kỷ Sửu có nạp âm là Phích Lịch Hỏa, tháng Sửu Lục Hợp Tý, Tam Hợp Tỵ và Dậu Thành Kim Cục, Xung Mùi, Hình Tuất, Hải Ngọ, Phá Thìn, Tuyệt Mùi. Đối với những người tuổi Bính Thìn trong tháng 12 âm lịch sẽ cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 2 tháng 12, tức ngày 14 tháng 1 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Tuất. Thứ hai là ngày âm lịch 14 tháng 12, tức ngày 26 tháng 1 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Tuất. Thứ ba là ngày âm lịch 26 tháng 12, tức ngày 7 tháng 2 dương lịch, có nạp giáp là Bính Tuất. Đây là ba ngày không được cát lành. Trong những ngày này, mệnh chủ cần hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, còn có các ngày tốt đối với người tuổi Bính Thìn trong tháng 12 âm lịch năm Canh Tý 2020. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 1 tháng 12, tức ngày 13 tháng 1 dương lịch, có nạp giáp là Tân Dậu, có nạp âm là Thạch Lựu Mộc. Thứ hai là ngày âm lịch 13 tháng 12, tức ngày 25 tháng 1 dương lịch, có nạp giáp là Quý Dậu, có nạp âm là Kiếm Phong Kim. Thứ ba là ngày âm lịch 25 tháng 12, tức ngày 6 tháng 2 dương lịch, có nạp giáp là Ất Dậu, có nạp âm là Tuyền Trung Thủy. Đây là ba ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ có kết quả cao. Hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc có thể liên hệ trực tiếp từ số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Tổng quan tử vi tuổi Bính Thìn 1976 trong tháng 12 âm lịch. Vào tháng 12 âm lịch, tuổi Bính Thìn sẽ trở nên khá may mắn trong hầu hết mọi khía cạnh. Tháng này, sự nghiệp của tuổi Bính Thìn sẽ tương đối ổn định, các nhà lãnh đạo sẽ đánh giá cao những nỗ lực. Vì vậy, trong tháng này, sự nghiệp sẽ tăng lên đều đặn. Kỵ âm thổ gặp thìn dương thổ nên gọi là kiếp tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Bính Thìn sẽ có được tài lộc. Công việc, sự nghiệp có tiến triển tốt, nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên, nếu không cẩn thận
sẽ xảy ra tranh chấp, cãi vã không cần thiết với bạn đời. Trong tháng này, các gia chủ Bính Thìn sẽ cần chú ý ngày âm lịch mùng 2 tháng 12, tức ngày 14 tháng 1 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Tuất. Đây là ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Bính Thìn sinh năm 1976. Trong ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng như nhập trạch, động thổ, tiến hành hợp tác, làm ăn. Nếu muốn tiến hành, cần tham khảo kỹ càng, ý kiến từ các chuyên gia phong thủy. Để may mắn thuận lợi trong công danh, tài lộc, khuyên gia chủ tuổi Bính Thìn nên sử dụng ngay vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiếu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, vật phẩm có giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội. Về sự nghiệp, trong tháng 12 âm lịch, sự nghiệp của tuổi Bính Thìn gặp khá nhiều may mắn. Bản mệnh sẽ nhận được sự giúp đỡ từ người khác. Tất cả những vấn đề vướng mắc trong thời gian qua sẽ được giải quyết một cách nhanh chóng. Sự cống hiến của bạn sẽ được cấp trên công nhận, có thể được thăng chức và nâng cao trình độ chuyên môn. Nếu quý gia chủ là người kinh doanh, hiệu suất công ty sẽ được tăng lên đáng kể, miễn là quý gia chủ đối xử với vận may trong công việc một cách nghiêm túc. Với những người làm công ăn lương, công nhân tại các nhà may, công xưởng thì tháng này sẽ là một tháng rất vất vả. Bạn sẽ phải tăng ca liên tục để đạt được năng suất công việc mà công ty đề ra. Để may mắn thuận lợi hơn, những gia chủ tuổi Bính Thìn nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Minh quang pháp bảo nếu mang bên mình sẽ là vật phẩm hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, là vật phẩm hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, trong tháng này, thì Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty phong thủy Lục Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mua mạng âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại được hiển thị trên màn hình. Về tài lộc, tháng 12 âm lịch, Bính Thìn có quý nhân giúp đỡ, cho nên bản mệnh sẽ đạt được những thành quả nhất định trong công việc và tài chính cũng tăng lên đáng kể. Hầu hết, bạn sẽ được thăng cấp đến một cấp độ mà chưa bao giờ đạt được. Tuy nhiên, cũng cần chú ý vì tháng 12 âm lịch có dấu hiệu phá tài. Nếu không biết cân đối tài chính, thì tiền sẽ không cánh mà bay. Bạn cũng sẽ mất một khoản tiền lớn cho con cái, có thể là xin việc hoặc cưới hỏi. Việc bạn cần làm là xây dựng nhật ký chi tiêu hợp lý để có một khoản để dành cho sau này. Để may mắn thành công, các anh chị tuổi Bính Thìn hãy mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Minh quang pháp bảo được coi là vật phẩm hoàn hảo, chứa đựng linh khí trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa, Phật pháp cùng sự chất lọc những tinh túy, linh thiêng của đất trời, chứa nguồn năng lượng, xua tan được tà ma. Đây chính là những nghiên cứu được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt lồng ghép vào trong đó. Tình cảm và xà đạo. Bước sang tháng 12 âm lịch năm Canh Tý, các mối quan hệ có thể không suôn sẻ. Trong tháng 12 âm lịch này, gia đình bạn sẽ gặp những xích mích, cãi vã, tranh luận giữa bố mẹ và con cái. Là người chủ gia đình, hãy giữ bình tĩnh và tìm lối giải quyết vấn đề tồn đọng một cách thấu đáo nhất, tránh làm sức mẹ tình cảm gia đình. Ngoài ra, những người tuổi Thìn sinh năm 1976 cần giao tiếp nhiều với bạn đời và lắng nghe nhau. Để may mắn hơn trong chuyện tình duyên cũng như nhiều cơ hội may mắn trong công danh và tài lộc, bản mệnh cần mang bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giác khai vận, Thân, Tý, Thìn. Đồng thời, đây cũng là vật phẩm hộ thân, trang sức đeo tay, giúp chiếu cát lành, chiếu vận quý nhân, tăng cường sức khỏe, chiếu tài, hóa giải thị phi, tiểu nhân quấy phá, kỵ tà, hóa sát. Về sức khỏe, người tuổi Bính Thìn trong tháng 12 âm lịch không có vấn đề gì đáng lo ngại. Tuy nhiên, tinh thần người tuổi Bính Thìn có phần không được tốt như các tháng trước do bị chi phối bởi tình trạng công việc. Công việc có ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe và tâm trạng của bạn. Cho nên, cần chăm sóc cơ thể tốt, giữ chế độ ăn uống hợp lý, nhẹ nhàng. Chăm chỉ luyện tập các bài tập vận động, thể thao theo độ tuổi, giữ tâm trạng và tinh thần thật tốt. Nếu không, sẽ có những vấn đề không tốt đến với sức khỏe của bạn trong thời gian sau. Năm nay là một năm rất gian nan, vất vả của những gia chủ Bính Thìn. Chính vì thế, bản mệnh nên chọn cho mình vật phẩm phong thủy,
vòng tam giác khai vận, thân, tí, thìn để hóa giải những xui xẻo, thị phi bùa vây và giúp cho con đường công danh, sự nghiệp, tài lộc được hanh thông, thuận lợi. Đây là vật phẩm hộ thân, trang sức đeo tay giúp chiếu cát lành, chiếu vận quý nhân, hộ thân, tăng cường sức khỏe, chiếu tài, hóa giải thị phi, tiểu nhân quấy phá, kỵ tà, hóa sát cho tuổi thân, tí, thìn. Vòng tam giác khai vận của kênh Phong Thủy Gia Cát được hầu hết các thầy phong thủy sử dụng là vật phẩm hộ thân, chiếu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Trên đây, kênh Phong Thủy Gia Cát đã trao đổi với anh chị về luận giải vận trình của tuổi Bính Thìn trong tháng 12 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị có thể áp dụng, tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc ngày hôm nay được thuận lợi, suôn sẻ. Cảm ơn quý anh chị thời gian vừa qua đã tin tưởng và đồng hành cùng kênh Phong Thủy Gia Cát. Quý anh chị đừng ngần ngại bày tỏ quan điểm và cảm xúc của mình. Hãy đưa ra những ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!